Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bất động sản nghỉ dưỡng giao dịch giảm 99% so với cùng kỳ. Nhà liên kê biệt thự tiếp tục giảm giá ở các khu sốt nóng. Bốn huyện ngoại thành Hà Nội sắp đấu giá hàng trăm thửa đất. Thưa quý vị, theo báo cáo về thị trường bất động sản tháng 8 năm 2023 của DKRA, tại phân khúc nhà phố Shop House, Nghỉ dưỡng nguồn cung mới tiếp tục xu hướng đi xuống, chỉ đạt 11 căn, giảm sấp xỉ 99% so với cùng kỳ và tập trung cục bộ tại khu vực miền Nam. Riêng miền Bắc và miền Trung vẫn vắng bóng dự án mở bán mới. Sức cầu thị trường ở mức rất thấp, lượng tiêu thụ còn hạn chế chỉ 3 căn bằng 1% so với cùng kỳ năm ngoái sự ảm đạm của thị trường cùng với đó là tốc độ phục hồi du lịch chưa đạt kỳ vọng khiến thanh khoản thị trường khá thấp theo dkra những bất ổn kinh tế vĩ mô cũng như tình hình ảm đạm của thị trường khiến người mua trở nên thận trọng hơn khi đưa ra quyết định đầu tư theo đó giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước và vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao do chi phí vốn hiện nay vẫn khá cao các chương trình ưu đãi chiết khấu thanh toán nhanh ân hạn nợ gốc hỗ trợ lãi suất vẫn được áp dụng rộng rãi để thu hút sự quan tâm của khách hàng Thị trường duy trì trạng thái trầm lắng kéo dài, giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, du lịch chưa phục hồi như kỳ vọng chính là những yếu tố khiến tình hình giao dịch kém khả quan. Tại phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung mới tiếp tục xu hướng giảm từ cuối quý 2 năm 2022 đến nay. Trong tháng 8, thị trường chỉ ghi nhận 27 căn mở bán mới, giảm 88% so với cùng kỳ. Trước bối cảnh trầm lắng như hiện nay, các chủ đầu tư thận trọng hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường, khiến nguồn cung liên tục giảm mạnh. Sức cầu thị trường khiêm tốn, lượng tiêu thụ chỉ bằng 15% so với cùng kỳ, tương đương 9 căn. Phần lớn giao dịch trong tháng tập trung chủ yếu ở những sản phẩm có mức giá dưới 10 tỷ đồng một căn. Theo DKRA, việc nhiều chủ đầu tư tập trung tái cơ cấu hoạt động kinh doanh sau thời gian chịu tác động bởi những bất ổn kinh tế cũng như sức ép đáo hạn trái phiếu giai đoạn cuối năm dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo Hội môi giới Bất động sản Việt Nam VAS, trong 6 tháng đầu năm 2023, các sản phẩm nhà ở có giá trị cao hơn 20 tỷ đồng như nhà liền kề, biệt thự ghi nhận mức cắt giảm tới 30% so với đỉnh. Dù thế, giá này vẫn cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu từ chủ đầu tư. Theo thông tin về thị trường bất động sản nhà tại thành phố Hà Nội của Savills cho thấy, phân khúc liên kề biệt thự quý 2 năm nay có nguồn cung mới gồm 126 căn đến từ hai dự án hiện hữu, giảm 14% theo năm. Nguồn cung sơ cấp đạt 797 căn từ 14 dự án, giảm 20% theo năm. Chỉ có 106 giao dịch trong quý, giảm 65% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp đạt 13%, giảm 17 điểm phần trăm theo năm. Giá sơ cấp biệt thự giảm 10% theo quý xuống còn 100 triệu đồng một mét vùng đất, với nguồn cung mới, giá cả phải chăng và hàng tồn kho giá thấp tại huyện Bê Linh. Trong khi đó, giá nhà liền kề tăng 4% theo quý lên 173 triệu đồng một mét vùng đất. Trong quý 2 năm nay, giá sản phẩm thứ cấp ít hơn 20% so với thị trường sơ cấp. So với cùng kỳ năm ngoái thì có một số quận huyện ở Hà Nội có mức giá trung bình sơ cấp giảm như Gia Lâm, Hoài Đức, Hoàng Mai, Mê Linh. Trên thị trường thứ cấp thì số lượng quận có mức giá giảm so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Giải thích lý do giá phân khúc biệt thự liên kề giảm, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Việt Nam cho rằng do giá bị đẩy lên cao, dự án thiếu tiện ích xã hội như trường học, chợ. Ở khoảng cách xa với các tiện ích xã hội, giao thông từ dự án vào khu trung tâm không thuận lợi. Theo đó, để bán hoặc cho thuê các căn biệt thự liền kề thành công, cần các yếu tố như pháp lý dự án đảm bảo cung cấp được hoặc đã có sổ đỏ, giá bán, giá thuê hợp lý, chất lượng công trình tốt, cảnh quan đẹp, giao thông tiếp cận dễ dàng, tiện ích xung quanh đã có như trường học, chợ, khu tập luyện thể thao, bệnh viện gần hoặc tiếp cận thuận lợi, chủ đầu tư uy tín. Các chuyên gia cho biết, đến cuối năm 2023, nguồn cung dự kiến sẽ có thêm 695 căn biệt thự liên kề từ 7 dự án. Quận Tây Hồ sẽ chiếm thị phần nhiều nhất với 24%, tiếp theo là Long Biên với 21% và Gia Lâm với 20% thị phần. Đường vành đai 4 vừa được khởi công xây dựng dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển ở các khu vực ngoại thành Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Sóc Sơn, Hà Đông, Thanh Oai, Thanh Trì và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh. Khi đường vành đai 4 thông xe vào năm 2027, nguồn cung nhà ở tại các khu vực này được dự báo sẽ tăng 36% so với hiện tại. Điều này sẽ giảm bớt áp lực cho khu vực nội thành với quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Thưa quý vị, trong tháng 9, 117 thửa đất ở các huyện Mỹ Đức, Đông Anh, Sóc Sơn và Phúc Thọ Hà Nội sẽ được tổ chức đấu giá. Giá khởi điểm thấp nhất 500 triệu đồng một thửa. Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 58 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào sáng ngày 15 tháng 9. Theo đó, các thửa đất đấu giá thuộc địa bàn thôn Hiền Giáo, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. Diện tích các lô đất từ 100 tới 139,3 m2, giá khởi điểm từ 5 đến 5,5 triệu đồng một m2, tương đương 500 triệu đến hơn 696 triệu đồng một thửa. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền khoảng 20% giá khởi điểm từng thửa từ ngày 12 tháng 9 đến 17 giờ ngày 13 tháng 9. Tại huyện Sóc Sơn chiều ngày 16 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 28 thửa đất tại thôn Tân Thái, xã Hiền Ninh. Đây là các thửa đất ở có thời gian sử dụng ổn định lâu dài. Diện tích các thửa đất từ 95 tới 194,4 m2, giá khởi điểm từ 7,4 triệu đồng đến 13,4 triệu đồng một m2. Tại huyện Đông Anh, sáng 16 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất là tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh. 11 thửa đất đấu giá tại khu đất thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, diện tích các thửa đất từ hơn 75 m2 đến 144 m2 giá khởi điểm từ 43 tới 50 triệu đồng một mét vuông. Tương tự ở huyện Phúc Thọ, sáng 18 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ, trong đó 15 thửa đất thuộc TT2 và TT3 tại khu Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tảo và 5 thửa đất khu Mả Mảy, xã Phùng Thượng, huyện Phúc Thọ. Diện tích các thửa đất từ hơn 128m2 đến 306,5m2 giá khởi điểm từ 17 tới 22,3 triệu đồng một mét vuông, tương đương từ hơn 2,3 tỷ đồng đến gần 5,8 tỷ đồng một thửa. Tất cả 117 lô đất trên đều có hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo từng thửa đất, phương thức trả giá lên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!